Hello các bạn, hôm nay Liễu lại review cho các bạn về một mẫu xe là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của dòng xe Exciter 155 nói chung ha. Đó là dòng xe Winner X, được gọi là Winner V3. Thì hiện tại dòng Winner X thì đã có một điểm cộng khá là lớn, đó là em nó được sở hữu thêm một bộ phanh bó cứng là bó cứng ABS nữa. Và thứ hai nữa là em nó được hoàn toàn được sử dụng bằng khóa thông minh Smart Key. Thứ ba là giá thành của em nó siêu thấp. Thì mình cũng cùng để tìm hiểu về những ưu điểm đó nha. Thì đầu tiên mình muốn nói ở đây là em nó được sở hữu phanh bó cứng ABS, tức là em nó sẽ có ở hai phiên bản cho mình lựa chọn, bao gồm là bản tiêu chuẩn và bản phanh bó cứng ABS. Thì hai bản này thì sẽ chênh lệch giá nhau một chút xíu thôi. Và cái thứ hai nữa là em nó được sử dụng hoàn toàn khóa thông minh Smart Key, tức là từ bản tiêu chuẩn cho tới bản thông minh, thì từ tiêu chuẩn cho tới bản ABS thì em nó đều được sử dụng khóa thông minh Smart Key hết và có remote xe cho mình ha. Và giá của em nói thì đang dao động tầm khoảng là 33.500.000 đồng thôi. Giá này cũng chưa bao gồm phí đai biển số nha. Nó đang chênh lệch với lại dòng xe Exciter, nó dao động tầm khoảng từ 7-8 triệu trên một xe luôn. Và hiện tại là nhưng mà có một vật hạn chế, đó là về màu zin của em nó chỉ vọn vẹn tầm khoảng là 6-7 màu zin thôi. Nó rất là hạn chế đối với lại dòng xe Exciter 155 ha. Hiện tại 155 nó đang được gọi là ông hoàng của màu sắc mà. Màu sơn và màu zin của nó có thể lên tới là mười mấy màu luôn, và nó có tới 6-7 phiên bản luôn. Và với em này chỉ có mỗi hai phiên bản duy nhất thôi, và màu zin của em nó thì rất là hạn chế. Nhưng mà ngoài ra thì bên cửa hàng của Trúc Liễu thì sẽ có lên cho các bạn một số những phiên bản màu sơn 3D như thế này, để cho mình đa dạng hơn về màu sắc nha. Các bạn cùng mình quan sát về em màu xanh ngọc thế này nha. Đó. Với thiết kế tem của em này được lấy nguồn cảm hứng từ dòng xe Exciter 155 bản xám đỏ mâm đỏ phía trước này đây, chúng ta có thể quan sát. Ngoài màu này ra thì bên Liễu có thêm một số những phiên bản màu khác nữa, thì cùng Liễu thêm tham khảo nhé. Đây đi. Quay hài kìa. Chưa. Hiện tại Liễu đây là một em Exciter màu vàng với thiết kế tem hoàn toàn giống với cái tem hồi nãy luôn. Nhưng mà màu của em nó chỉ là khác màu thôi. Ngoài ra thì bên Liễu có lên một số phụ kiện cho các bạn, đó là mâm kiển nè. Cái thứ hai nữa là ba ga chống ngã hay gì đó, nói chung là một số phụ kiện sơn sương thôi. Cả tiếp theo một điểm hạn chế Liễu muốn nói ở đây là đối với dòng xe Winner X hoặc là Honda nói chung là bây giờ là không có tắt đèn được. Nó được lấy nguồn cảm hứng từ dòng xe máy nhập khẩu các bạn. Thì bên cửa hàng của Trúc Liễu hiện tại giờ vẫn có hỗ trợ lắp bộ công tắc tắt đèn cho khách hàng, tức là nó chỉ có giá tầm khoảng là vài trăm ngàn thôi và bảo hành lên tới 1 năm bao 1.1 cho mình luôn. Cho nên là mình cứ yên tâm ha, mặc dù mua xe nhập khẩu hoặc là xe Honda chúng ta vẫn tắt đèn được nhé. Ngoài ra có thêm một số những mẫu khác thì các bạn có thể nhìn lướt qua thôi, có thể tham khảo lướt qua. Còn các bạn muốn biết chi tiết hơn thì các bạn có thể liên hệ Zalo với số điện thoại là 0383 835 066, Liễu sẽ tư vấn cụ thể hơn ha. Các bạn muốn mua trả góp thì mình có thể đưa trước chứ Trúc Liễu tầm khoảng là từ 5-6 triệu trở lên thôi là mình đã có thể sở hữu được em nó rồi. Hồ sơ thì chỉ cần là căn cước căn chip là được rồi ha. Ví dụ như mình đã đăng ký định danh mức 2 là mình chỉ cần căn cước là được rồi ha. Còn ví dụ như mà các bạn chưa đăng ký định danh mức 2 thì các bạn có thể mang thêm cho Trúc Liễu tầm khoảng là bằng lái xe này, hoặc là hộ khẩu, hoặc là bảo hiểm y tế công ty cấp là được. Và hiện tại giờ cửa hàng của Trúc Liễu có hỗ trợ là thu xe cũ đổi lấy xe mới này, ship xe vào tận nhà này, và có hỗ trợ giảm giá ngay cho các bạn từ 1-2 triệu tiền xăng xe khi mà mua xe liên hệ trực tiếp với Trúc Liễu nhé. Cảm ơn các bạn.